Nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddhassa Nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddhassa Nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddhassa Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nghĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhâm phường lộc giả ngày dời chân sanh. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là Nhơn Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chân thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đang mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được sĩ tri vẹn toàn. Năm không biết hai giá, ngày hôm nay đạo tràng chúng ta sẽ được Ngài Từ Siêu giảng dạy hai bài, bài 28 La Mã và 29 La Mã. Dạ, cảm ơn Trạng Đông cho bài học. Dạ, con xin phép được đọc phần chánh văn trước khi chúng con thỉnh Ngài lên giảng dạy bài học ngày hôm nay. Kinh Tiểu Bộ Uttaka Nikaya Itivuttaka, chương 2, hai pháp, phẩm 1, bài 28, La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo đầy đủ hai pháp, ngay trong hiện tại an trú đau khổ, có hoạn nạn, có u não, có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, chờ đợi là ác thú. Thế nào là hai? Không hậu trì các căn và không tiết độ trong ăn uống. Này các tỳ kheo đầy đủ hai pháp này, ngay trong hiện tại ăn trú đau khổ, có hoạn nạn, có u não, có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, chờ đợi là ác thú. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Mắt, tai, mũi và lưỡi, kể cả thân và ý, những cửa này ở đây, tỳ kheo không hậu trì, ăn uống không tiết độ, đau khổ về thân thể, các căn không hậu trì, đau khổ về tâm tư. Vì ấy phải thọ lãnh những đau khổ như vậy, thân thể bị thiêu đốt, tâm tư bị thiêu đốt, dầu là đêm hai ngày an trú khổ như vậy. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Bài 29 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo đầy đủ hai pháp, ngay trong hiện tại an trú an lạc, không có hoạn nạn, không có u não, không có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, được chờ đợi là thiện thú. Thế nào là hai? Hậu trì các căn và tiết độ trong ăn uống. Này các tỳ kheo đầy đủ hai pháp này, ngay trong hiện tại an trú an lạc, không có hoạn nạn, không có u não, không có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, được chờ đợi là thiện thú. Thế Tôn nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Mắt, tai, mũi và lưỡi, kể cả thân và ý, những cửa này ở đây, tỳ kheo khéo hậu trì, ăn uống có tiết độ, an lạc về thân thể, các căn có hậu trì, an lạc về tâm tư. Vì ấy được thọ lãnh những an lạc như vậy, thân không bị thiêu đốt, tâm không bị thiêu đốt, dầu là đêm hai ngày an trú lạc như vậy. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe.
Dạ, bản kinh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng văn rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tự Siêu Từ Bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, cảm ơn đặng đồng. Dạ, con kính dâng mít đến Ngài ạ. Nam Bát Hữu Rất Đa Tỳ Giác Sa. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính chào Chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay chúng ta qua chương hai pháp của tập kinh Y Tín Bồ Tát Cá như thị thuyết. Chúng ta đã học được 27 bài kinh của chương một pháp. Bây giờ chúng ta qua đến chương hai pháp là nhắc lại những cái bài thuyết giảng mà Đức Phật Ngài trình bày hai pháp. Cái bài đầu tiên là nói về bài kinh Dukkha Vihara Suttam. Kinh thứ hai là Sukha Vihara Suttam, là lạc trú. Kinh khổ trú là trú, khổ trú do hai pháp và lạc trú cũng do hai pháp. Hai pháp này nó có cái sự tương phản với nhau, và hễ chúng ta hiểu được pháp này thì chúng ta phải hiểu pháp kia. Trong đây có hai pháp mà vị tỳ kheo cần phải bỏ đi, đó là Indriya Sukh, Akuta Dwara tức là cái sự không phòng hộ các căn, cái đó phải bỏ. Và thứ hai gọi là Phojjane Ammattanyutta, tức là không tiết độ ẩm thực.
Ngược lại, có hai pháp mà vị tỳ kheo cần phải trao dồi tu tập cho có. Nếu như cái sự không thu thúc các căn, nó đem đến cái sự đau khổ, thì ngược lại cái sự thu thúc lục căn indriya xúc quốc tác đoa ra tài nhé, cái sự thu thúc lục căn sẽ đưa đến cái sự an lạc. Nếu như cái sự không tiết độ ẩm thực phô cho nay amatay yuta nhé, đưa đến cái sự đau khổ, thì phô cho nay amatay yuta nhé, cái sự tiết độ ẩm thực đem đến sự an lạc cho vị tỳ kheo. Hai pháp này vừa nghe qua thì chúng ta thấy là cái chuyện rất là bình thường, nhưng mà tại sao ở đây Đức Phật thuyết lên có vẻ rất là quan trọng? Điều mà chúng ta phải lưu ý ở đây là Đức Phật này nói những cái pháp này cho một vị tỳ kheo, một vị xuất gia, chứ không phải áp dụng cho cái người tại gia cư sĩ. Mặc dù chúng ta vẫn có thể giải thích liên quan đến đời sống cư sĩ, nếu người cư sĩ chúng ta muốn có cái sự hạnh phúc và tránh đi cái sự đau khổ. Cái sự phòng hộ Aguta, tức là cái sự Aguta là sự phòng hộ, Aguta Dwara là nếu mà dịch đúng chữ có nghĩa là môn hộ, nhưng mà chữ môn hộ chúng ta sẽ bị nhầm là của, như người ta nói môn đăng hộ đối đó, thì chữ hộ đó là nhà. Nhưng mà kỳ chữ quốc tá ở đây tức là quá khứ phân tử của động từ gấp và tí. Chữ gấp và tí thì có nghĩa là giữ gìn, chăm lo. Do đó chữ đoà ra vô tá tức là phải có cái sự giữ gìn, các cái cửa mà cảnh có thể xâm nhập, cảnh sắc nó chiếu đối chiếu vào cửa mắt, cảnh thinh đối chiếu vào cửa tai, hay gọi là nhĩ môn, cảnh khí nó đối chiếu với tỷ môn,
là mũi, cảnh vị nó đi đối chiếu với thiệt môn là lưỡi. Và cảnh xúc đối chiếu với thân môn là thân. Và cảnh pháp nó đối chiếu với ý môn. Là tâm ý, là suy nghĩ. Cái việc tu tập đối với một người tu thì cần phải hiểu được rằng là những cái phiền não như tham sân si nó sẽ do duyên mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và ý suy nghĩ pháp. Suy nghĩ cảnh pháp, pháp ở đây quý vị nên hiểu là cảnh pháp là ngoài ra cảnh ngũ. Cái gì mà chúng ta suy tư thì cái đó gọi là cảnh pháp, chứ không phải pháp. Suy nghĩ pháp ở đây là suy nghĩ vị Phật ngôn, suy nghĩ giáo lý, không phải vậy. Cần phải lưu ý chỗ này. Thì như vậy, tại sao mà tu tập mà phải thu thúc sáu môn, hay là thu thúc lục căn, hoặc là thu thúc mắt tai mũi lưỡi thân ý? Tại sao vậy? Ở đây quý vị, trong cái bài kinh Aditta Priyaya Sutta, bài kinh mà giảng về Đức Phật, giảng về pháp môn đúc nấm, ngài thuyết rằng: này các tỳ kheo, tất cả là bị là vật đúc nóng, sakho adito, tất cả là vật đúc nóng. Như thế nào gọi là tất cả là vật đúc nóng? Ở đây này các tỳ kheo, con mắt là vật đúc nóng, cảnh sắc là vật đúc nóng, nhãn thức là vật đúc nóng, nhãn xúc là vật đúc nóng, nhãn sở sanh thọ là vật đốt nóng. Bị đốt nóng bởi cái gì? Bởi lửa tham, lửa sân, lửa si, bởi lửa già và chết. Cũng vậy, khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết về tai lỗ tai là vật đốt nóng, cảnh thinh là vật đốt nóng, nhĩ thức là vật đốt nóng, nhĩ xúc, nhĩ thọ là vật đốt nóng, vân vân. Thì chúng ta cứ nhớ theo đó để mà chúng ta học thuộc lòng cái bài kinh này. Thì ở đây quả thật như vậy, khi chúng ta còn là phàm phu, chưa có tẩy trừ được phiền não, thì do duyên mắt thấy cảnh, thấy sắc mà khởi lên phiền não tham sân si, do duyên tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy nghĩ mà nó khởi lên tham sân si. Mà khi tham sân si sanh khởi và chi phối cho một người nào thì sẽ đem lại cái hậu quả bất hạnh cho người đó. Nếu tham sân si mà chi phối tâm của người nào mà nó xúi dục cho làm thân ác, khẩu ác, ý suy nghĩ ác, thì
có hậu quả chẳng những đời này mà luôn cả đời sau phải sanh xuống ác thú đọa xứ địa ngục. Cho nên ở đây Đức Phật này dạy rằng đối với vị tỳ kheo mà không có thúc liễm sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, thì vị tỳ kheo đó ngay trong hiện tại sống trong đau khổ, có hoạn nạn, có ưu não, có nhiệt não, và sau thân hoại mạng chung chờ đợi lạc thú. Còn ngược lại, nếu như một vị xuất gia mà có cái sự thúc liễm sáu căn thì vị đó ngay trong hiện tại trú trong sự an lạc, không có hoạn nạn, không có ưu não, không có nhiệt não, sau cái thân hoại mạng chung chờ đợi là thiện thú, tức là cõi vui. Như vậy hộ trì các căn là như thế nào, và sự không hộ trì các căn là như thế nào? Ở đây thưa quý vị, sự hộ trì các căn có nghĩa là vị tỳ kheo sống chánh niệm, khi mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy nghĩ, vị đó có chánh niệm luôn luôn tỉnh táo khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi đụng, khi suy nghĩ. Không để cho tâm bị chi phối bởi cảnh tốt, cảnh xấu, nghĩa là không có nắm tướng chung, không nắm tướng riêng. Cái đó gọi là thu thúc, gọi là thu thúc. Thở xưa Minh Thích có một vị trưởng lão ngày sống tại một cái thạch động trong 50-60 năm, mà ngài không có để ý, không có cần quan sát những cái bức phù điêu chạm trổ ở trên cái vách đá đó trong hang động như thế nào. Ngài chỉ biết là cái chỗ trú thôi. Đi khất thực về thì ngài chỉ lặng lẽ mắt nhìn xuống ở phía dưới, nhìn xuống cách xa 2 hectare theo luật mà Đức Phật ngài đã dạy như vậy. 2 hectare là ngài nhìn xuống ở phía trước, ở xa cỡ khoảng chừng từ cái bàn chân của ngài đứng xa cỡ khoảng chừng 2 thước, chừng 4 hectare. Một lần nọ Đức Vua và Hoàng Hậu cùng với mọi người đi đến
viếng đảnh lễ vị trưởng lão, và họ quan sát xung quanh, họ thấy những cái bức phù điêu đẹp quá, cái họ mới khen. Thì ngài nói, ồ, ở trên cái phách đá hang động có những cái bức phù điêu chăng? Cái họ hỏi vậy chứ ngài trú ngụ ở đây đã lâu rồi ngài không có thấy sao? Ngài nói ngài không có để ý, ngài không có nhìn. Một cái vị tu tập đó, khi mà họ thu thúc các căn đó, thì những gì thấy nghe ngửi nếm đụng mà nó không có lợi ích, không có tác dụng đến cái việc mà tu tập thiền định, thì ngài không có thấy nghe ngửi nếm đụng, không thèm nhìn nghe ngửi nếm đụng. Khi mà đi ở ngoài đường, đi khất thực ngoài đường, thì mắt ngài phải nhìn đến ngã ba ngã tư đường, ngài phải nhìn chung quanh để ngừa cái sự nguy hiểm thôi. Còn nếu như ở trong chùa thì ngài chỉ nhìn về phía trước, không có nhìn lưu lại ở phía sau hay bên hông. Đó là cái sự thu thúc. Cho nên ở đây thưa quý vị, chúng ta cần phải hiểu rằng lý do tại sao cái sự thu thúc các căn nó có cái lợi ích là đem đến cái sự an lạc cho vị tỳ kheo. Và cái người là và một vị tỳ kheo mà không có thúc lục căn đó, thì nguyên nhân này đưa đến cái sự đau khổ ngay trong hiện tại và trong tương lai cho vị đó. Bởi vì sáu cửa mắt tay mũi lưỡi thân ý này, khi mà tiếp xúc với sáu cảnh trần, sắc thinh hương vị xúc pháp, khi có cảnh xuất hiện ở trong sáu môn thì tâm nhãn thức nó sanh lên. Và khi tâm nhãn thức sanh lên thì nó duyên cho sắc na tiếp thu, quan sát và phân đoán, và bắt đầu nó duyên cho cái tâm động lực. Và có thể là động lực tham, động lực sân, động lực si, do thấy nghe ngửi nếm đụng. Cho nên một cái vị tu tập không phải là mình thu thúc ở chỗ là nhắm mắt không có thấy cảnh sắc, bịt lỗ tai không nghe tiếng, hay là nín thở không có hưởng, hoặc là nhịn ăn không có nếm vị, hay là đứng yên không có đụng chạm mền mùng chiếu gối giường ghế. Không phải vậy, mà chữ thu thúc ở đây, ở trong chú giải của cái bài kinh này giải thích là mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy nghĩ, nó khởi lên một cái lộ trình tâm gọi là lộ tâm ngũ môn hay là lộ tâm ý môn. Thì cái giai đoạn mà khai ngũ môn, nhãn thức hoặc chỉ thức hoặc tỷ thức hoặc thiệt thức hoặc thân thức đó,
và tiếp thu thẩm tấn đoán định hay là phân hay là xác định, cái giai đoạn đó là không phải giai đoạn để mà tu tập thu thúc, mà thu thúc ở đây là cái sự ngăn chặn cái tâm động lực bất thiện đừng cho nó sinh khởi. Cái tâm chế akusala cho nó là phải loại bỏ. Và nếu là phàm phu thì ngay cái giai đoạn tâm động lực cho con nát trực tác đó là phải vận dụng như thế nào để cho tâm thiện dùng giới để sinh khởi. Thì như vậy gọi là một người thu thúc. Ở trong kinh tạng thì không cần phải đề cập đến chi tiết như vậy, nhưng mà vì trong lớp này là cái lớp mà chúng ta đã từng nghe, đã từng học về môn thắng pháp, cho nên khi mà giải thích điều này thì có lẽ là quý vị sẽ nắm rõ. Chúng tôi không muốn làm cho quý vị rối trí, nhưng mà muốn cho quý vị ôn bài lại. Bởi vì chúng ta học Phật pháp á, là chúng ta phải ứng dụng cả kinh tạng và thắng pháp tạng, cho nên chúng ta phải hiểu cái chữ thu thúc. Thế thì khi mà người Phật tử chúng ta tu tập, chúng tôi lấy một cái đơn cử, một cái trường hợp người Phật tử chúng ta thọ Bát Quan Trế. Trong cái ngày Bát Quan Trai Giới của người Phật tử là cái ngày đó chúng ta tập, tập sự tu thu thúc lục căn. Ở đây chúng ta phải hiểu được một cái ý nghĩa đặc biệt của cái sự thu thúc lục căn trong ngày tu Bát Quan Trai Giới. Có những người họ nhầm tưởng cái ngày Bát Quan Trai Giới, thí dụ như không ăn phi thời ca quý ca la phô chà na, quy ramani sikha banang samariyami, chúng tôi nghĩ rằng là nhịn ăn rồi về chúng ta canh làm sao ăn cho nó đúng giờ đợi ngọ, cái buổi chiều thì mình bắt đầu mình nghỉ, mình kiêng. Nghĩa là chúng ta chỉ kiêng không ăn buổi chiều thôi, chứ cái đó đúng nghĩa nó là phải thu thúc thiệt căn. Nghĩa là ngày thường buổi chiều chúng ta hay tơ tưởng đến vật thực, đến cái bữa ăn cơm chiều phải ăn cái này ăn cái kia để cho nó thỏa thích cái miệng của mình. Chúng ta bị quái niệm, chúng ta bị bận rộn. Trong hai ngày trai giới thì chúng ta tập thu thúc, chúng là tại vì buổi chiều chúng ta không có liên tưởng đến cái vấn đề thức ăn, không liên tưởng thức ăn, chúng ta để dành trọn cái thời gian để mà chúng ta hành thiền. Thì như vậy gọi là cái sự thu thúc. Ngày trai giới chúng ta thu thúc nhãn căn, tức là mắt, không thèm chú ý đến cái việc mà xem múa hát. Thu thúc dĩ căn là ngày trai giới mình không thèm chú ý đến cái việc mà nghe kèn đàn,
nghe hát, nghe nhạc. Thôi thúc tỷ căn là trong cái ngày trai giới là chúng ta không chú ý đến cái việc mà thoa sức Phật thơm. Thu thúc thì căn là cái ngày trai giới buổi chiều, từ đứng bóng ngày hôm nay cho đến sáng hôm sau là chúng ta không bị chi phối nhớ tưởng đến vật thực thức ăn. Thu thúc thân căn là trong ngày nay chúng ta không có nhớ tưởng đến là phải nằm ngồi trên cái chỗ êm ái và xinh đẹp, giường ghế xinh đẹp êm ái. Rồi thu thúc ý căn là trong ngày trai giới là chúng ta theo gương bậc thánh là từ bỏ cái tâm sân hận, não hại giết hại chúng sanh khác, hay là ham muốn tài sản chúng sanh khác, hoặc là tham đắm trong cái việc hưởng dục. Chúng ta từ bỏ cái ý đó thì gọi là thu thúc về ý căn. Cho nên ở đây đúng nghĩa ngày trai giới là người Phật tử chúng ta phải thu thúc lục căn. Có như vậy thì chúng ta mới có sự an vui và chúng ta mới thành tựu được phước báo. Ngoại đạo họ không biết ý nghĩa này, cho nên họ kiêng cử cái này, kiêng cử cái kia. Thì nếu như mà chúng ta cứ kiêng cử theo một cái nghi thức á, thì chúng ta cũng giới cấm thủ giống như kẻ ngoại đạo gì, nó không có ích lợi. Cho nên cái pháp mà pháp thu thúc coi vậy chứ quan trọng lắm thưa quý vị. Còn cái điều thứ hai đó, cái pháp thứ hai gọi là tiết độ cho ẩm thực. Căn bản đời sống phạm hạnh của vị tỳ kheo Anupapa do Anupakhato Patimokhe Chesankuro Mattanyuta Chephatasvin Bành tành chất sẽ dễ na sẽ năng là thịt chi tê chả vô vô y tâm tha nó xa sẽ năng. Không phỉ báng, không gây thương tổn cho ai hết. Giữ mình, tức là thu thúc trong giới bổn đã thọ trì, biết tiết độ trong cái việc ăn uống. Nằm ngồi ở cái trú xứ thanh vắng, yên tĩnh và chuyên tâm thiền định. Đó là sáu cái pháp căn bản trong đời sống tu tập của vị xuất gia. Thường thường khi mà tiếp độ cho những vị thiện nam mà mới tu sa di hay tu tỳ kheo, chúng tôi hay nhắc những cái pháp này. Nhưng mà nhắc rồi các vị đó lại quên hết, không có nhớ. Nghĩa xuất gia xong rồi quý vị đó sinh hoạt vẫn bình thường như ở ngoài cư sĩ vậy, chứ không có nhớ đến sáu pháp căn bản. Cái việc mà tiết độ ẩm thực nó rất quan trọng. Bởi vì tại sao? Người cư sĩ ở bên ngoài đó, họ đi làm, có tiền thì họ mua thức ăn họ ăn. Họ muốn ăn no hay là họ ăn vừa vừa thì tiền của họ. Nhưng mà vị xuất gia không có làm cái gì để phát sanh lên cái vật thực, mà chỉ sống bằng cái hạnh đi khất thực. Người ta cho, người ta bố thí rồi ăn, hay là người ta đem đến người ta cúng dường rồi thọ dụng. Nếu mà thọ dụng
một cách thâm đắm, không có biết tiến độ, không có biết vừa phải đó, thì như vậy cái tâm không còn cái sự rảnh rỗi để mà tắc ý trong cái việc mà pháp học hay pháp hành. Tối ngày chỉ là đi tìm cái miếng ăn sao cho nó vừa miệng, cho nó ngon miệng. Ăn xong nhiều rồi đó, hễ căng da bụng thì dùng da mắt, bắt đầu buồn ngủ và đi kiếm cái chỗ nào đó để nằm xuống ngủ. Vì rằng cái người cư sĩ á, thì nếu như ngày nào không làm thì không có ăn, cho nên họ phải thức họ làm. Còn như những vị xuất gia mà không có sự tiết chế trong bậc thực đó, ăn quá nhiều, ăn cho no, thật no, ăn cho ngon lành, thân mập ra, rồi bắt đầu nằm lăn qua lại, chỉ ngủ thôi, thì thử hỏi cái đời sống như vậy làm sao mà tìm được cái sự an lạc ở trong giáo pháp. Và làm sao mà lúc mệnh trung mà sanh lên khỏi trời được, làm sao sanh lên khỏi trời được. Cái đó chỉ có nước đi xuống. Cho nên đối với vị xuất gia đó, cái việc mà tiết độ đó ẩm thực là một điều rất là quan trọng. Chứ đừng có nghĩ rằng chỉ là cái việc ăn uống không thì có gì đâu mà phải nguy hiểm dữ vậy. Ở đây thưa quý vị, khi xưa có cái câu chuyện mà tỳ khưu Phakinaya, Sayyi Phakinaya là cháu của trưởng lão Sankharaketa, vị Sayyi nhỏ đó mới xuất gia xong cũng chưa biết pháp tu tập nhiều, cho nên đi theo sư bác là cũng lẫn sư thầy, thầy tế độ đi khất thực ở trong làng, rồi về dở nắp bát ra bụng đói, bởi vì sáng giờ ôm bát đi khất thực bụng đói và con nít mà gặp bánh trái thèm khát bắt đầu nhai thỏa thích, ăn thỏa thích. Thì ngài của Sankharaketa ngài cũng ngồi khất thực, ngài cũng ngồi thọ thực ở gần đó. Sayyi đi khất thực về chung với ngài thì hai thầy trò kiếm chỗ mà trải tòa cụ xuống ngồi xuống dùng bữa. Thì ngài là vị A La Hán. Với tâm tư ngài biết rõ tâm của vị Sayyi đó, ăn uống say đắm thì bắt đầu ngày vỡ. Này Sayyi, ngươi không nên đốt cái lưỡi của ngươi bằng cách ăn uống không có tiết độ, không có quán tưởng để nhàm chán cuộc thực. Ngài xem như là cái sự không tiết độ trong cái việc ăn uống đó, thất niệm trong cái việc ăn uống đó, là tự đốt cái lưỡi của mình. Đốt cái lưỡi của mình đó, đốt bằng lửa thì nó chỉ nóng phỏng hay nó đau khổ ngay trong kiếp hiện tại thôi. Nhưng nếu là cái vị xuất gia mà thọ dụng của đà na tánh thí mà ăn không quán tưởng, không có tiết chế vật thực, thì vậy nó bị đốt nóng ở trong lửa địa ngục không biết bao lâu. Khi vị Sayyi được thầy hòa thượng nhắc nhở như vậy đó, vị Sayyi đó vốn là một chúng sanh hữu tình, sanh ra kiếp cuối cùng, kiếp chót, cho nên vị đó
liền tỉnh ngộ và bắt đầu thu thúc và thiết chế vật thực, ăn uống, quán xét và tha bách chay dân bố quát tầm an năng tha tụ mát tầm mê vì tăng và đi đăng binh đập ba tu tầm lúc bà phú chì cô chà bốc lô tha tụ mát tầm cô đi sát tô ní chi vô sư nhô. Vật thực này được làm ra nó chỉ là bốn đại đất nước lửa gió thôi, chứ không có là những cái món ăn ngon lành gì cả. Và cái người mà thọ thực cũng chỉ là dính quẩn, sắc quẩn, chứ không phải là cái người thọ thực ngon lành. Không phải là chúng sanh Nisato Nichivo Sunyo gì hết, chỉ là rỗng không. Rồi lại nữa, Sapu Pada Yang Binh Ba Tua Chí Gu Chê Nê Yô Imang Bu Tì Ka Yang Pat Tua Nguyên giới trên địa vô chạy giải tiết. Vật thực này vốn không phải là vật đáng nhờ gớm, nhưng mà khi chạm vào trong thân này rồi, vào miệng rồi đó, thì nó trở thành vật đáng gớm lắm. Như vậy cái thân này là thân quế trược, cho nên vật thực đưa vào thì cũng trở thành cái vật quế trược, quán tưởng như vậy. Rồi thứ ba đó là quán tưởng ta thọ thực đây không phải để vui đùa, không phải để đam mê sức lực, không phải để trang điểm dung sắc, mà để duy trì mạng sống, để hỗ trợ vọng hạnh. Ta phải thọ thực như thế nào để không có lỗi lầm và trú ở trong cái sự an lạc pha số với hà đó. Khi mà vị thì say di đó đem tâm quán tưởng chu đáo như vậy đó, theo pháp như vậy, thì chánh niệm tỉnh giác của vị đó kiên cố, và nhờ vậy ngay trong vừa dứt bữa ăn là vị đó chứng a la hán quả. Nói thì quý vị nghe xong rồi về ở. Nhưng thưa quý vị, tất nhiên một cái ly mà gần đầy nước, một giọt có thể làm tràn ly cũng vậy. Người ta tu tập ở trong quá khứ đã nhiều rồi, đã thuần thục rồi, cho nên bây giờ chỉ cần tác ý thêm chút xíu nữa, khéo thẩm sát danh sắc thêm một chút xíu nữa là người ta chứng đạo quả rồi. Còn bây giờ mà chúng ta dễ vui bỏ qua như vậy là không biết đời nào kiếp nào mà chúng ta mới nhờ cái giọt nước tràn ly được. Bởi vì lúc nào chúng ta cũng cái ly của chúng ta cũng khô nước, thì như vậy chúng ta không bao giờ chúng ta chứng đạt. Cho nên cái việc tu tập có những chuyện mà chúng ta phải lưu ý. Khi mà tu tập là chúng ta phải thực tế những cái pháp môn tu tập nhằm để huấn luyện trau dồi tâm, cho nó cách ly phiền não và tiếp cận với những cái thiện pháp, nhất là có chánh niệm tỉnh giác. Chứ không phải là chúng ta bây giờ cái bệnh đa phần là những người mà theo trong Phật giáo, thưa quý vị, cả người xuất gia hay tại gia cư sĩ, muốn chứng tỏ ta đây là người thông kinh điển, học những cái triết lý
nói ra là giao to búa lớn, nói chuyện trên trời dưới đất, mà hỏi ra tu tập pháp môn nào, không biết cái pháp môn nào là quan trọng hết. Cho nên Phật pháp càng bị suy đồi, tại vì không có người thực hành, mà chỉ là trao dồi cái kiến văn cho nó bóng lên, sơn cho nó bóng lên, màu mè lên được. Thì bây giờ người Phật tử chúng ta học những bài kinh này là chúng ta phải có một cái nhìn trở lại. Chúng ta nhớ cái pháp, mà dù cho người tại gia hay người xuất gia cũng rất phải cẩn thận. Đó là nhớ đề phòng mắt tai mũi lưỡi thân ý, khi thấy nghe người đếm đụng và suy nghĩ, chúng ta phải canh phòng như thế nào để đừng cho tham và sân nó sanh khởi. Vì hễ thấy cảnh sắc thinh khi bị xúc mà cảnh tốt đó, thì phàm phu chúng ta khởi lên tâm tham lắm. Còn hễ thấy cái sắc thinh khi bị xúc mà cảnh xấu đó, thì mình khởi lên cái tâm bực bội khó chịu tâm sân. Rồi tối ngày mà để tham sân nó chi phối, như vậy là chúng ta sống làm sao được an lạc? Làm sao chúng ta sống được an lạc? Rồi khi mà sống bị đau khổ thì bây giờ có nhiều người họ không biết cái cách sống để được an lạc, mà khi bị đau khổ thì họ chỉ là làm sao tụng kinh cầu nguyện, tụng kinh cầu an. An cái nỗi gì thưa quý vị? Tâm an bình hay không là do tự tâm tu tập. Tâm mà không bị nhiễm bởi tham sân si thì tâm đó mới an lạc. Còn tâm mà bị nhiễm tham sân si rồi thì không an lạc. Dầu chúng ta có tụng kinh cũng không được an lạc. Cây trồng xuống mà nó khỏe mạnh tươi tốt, cái rễ và cái thân đó thì chúng ta tưới nước, bón phân thì nó mới xanh tốt được. Nhưng mà cái cây nó bị rũ mục và nó có sâu đục thân, và cái rễ nó bị thối, nó bị thúi, thì bây giờ dầu cho chúng ta có tưới nước càng tưới càng chết cũng bị. Khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta không chịu an trú trong thiện pháp, mà chỉ là trú trong bất thiện pháp, do cái sự không thu thúc lục căn, không tiếp độ ẩm thực, thì cho dù chúng ta có tụng kinh 1000 biến mỗi ngày đi nữa cũng không bao giờ chúng ta được an đâu. Cho nên đây là những điều mà bài học của chúng ta phải rút kinh nghiệm ở chỗ đó. Hôm nay thì chúng tôi có một vài điều chia sẻ với quý vị qua hai bài học này ở trong Y Tiếp Mô Tất Cá. Bây giờ chúng ta nghỉ ngơi để chúng ta chuẩn bị qua trong lớp Phật Pháp. Chúc quý vị luôn được sản vui tiến hóa. Và bây giờ xin cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Quan Hỷ chúc phúc phước báo cho Rung Nam Mô Bồ Tát. Bhagavato sappamangalang rakkhanto sappede gota sappabuddha nukhavena sada sutthivavantu te. Bhagavato sappamangalang rakkhanto sappede gota sappabuddha nukhavena sada sutthivavantu te. Bhagavato sappamangalang rakkhanto sappede gota sappasangha nukhavena sada sutthivavantu te. Tất cả pháp môn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà oai đức của chư Phật, do nhà oai đức của giáo pháp, do nhà oai đức của chư tăng, ra sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho hóa của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nhà sa thú lành thai.
Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Huệ Siêu, Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới và học pháp, và chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đề quá ta san ti vi ha ra qua si ni thu về ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa quan tu vu chi ta xót thiền ca ron tê tha vi ha ram đa lê thề ra cha mát cha na qua ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sắp pa na pu ta su khi ta pa quan tu tê cha la bu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se đa cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma qua rằng ba tiết cha tê sắp bê pi đúc khát sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng thẩm mô thẩm ma tha ra cha vút ga la sang cổ hồ tu sa mắc cổ hồ qua a tha ya cha hi ta ya cha âm hê ra khan tu sắc thẩm mô sắp bê pi thẩm ma cha ri nô vút thêm sâm pa phu ni ya ma thẩm ma ri ya pa huê ni tê. Và chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn xin xuống nước.